Ta không được sanh ra trong quyền quý, nên tất cả phải dựa vào nỗ lực tự thân. Hãy dặn mình đừng bao giờ bỏ cuộc, vì tương lai phía trước còn rất dài. Chúng ta không có trái tim sắt đá hay kim cương, lúc mịt mù cũng sẽ lo sợ, khi đau lòng cũng muốn khóc than. Nên nhớ chăm sóc mình tốt một chút, vì khi biết trân trọng mình thì người khác mới trân trọng bạn. Biết cách thương lấy mình thì mới có thể thương yêu người khác. Chúng ta không phải người ăn nói điêu luyện, nên gặp ai hiểu thì không cần giải thích, kẻ không hiểu thì giải thích cũng chẳng để làm gì. Cứ thẳng thắn làm người, không thẹn với trời đất và lương tâm là được. Thời gian lâu ngày sẽ soi tỏ lòng người. Bất kể là loại tình cảm nào, chỉ cần mình chân thành sẽ gặp người sâu sắc, chỉ cần mình hết lòng sẽ có người cảm nhận được. Cuộc sống có rất nhiều việc không thể dự đoán trước, có nhiều đáp án không cần giải thích thêm. Nếu thấy vui thì tiếp tục, dù mưa hay gió, hãy cứ kiên trì. Đường dưới chân là tự mình đi, khổ trước mắt phải tự mình trải nghiệm, niềm đau trong lòng cũng tự mình chịu lấy. Đừng bao giờ ỷ lại vào bất kỳ ai, cũng không cần chờ đợi gì ở người khác. Dựa vào ai cũng không bằng dựa vào mình. Ai tốt đẹp cũng không bằng bản thân mình tốt đẹp. Cho nên dù làm gì cũng nhớ chú ý hoàn thiện lấy chính mình. Xã hội đôi lúc không giống như người mẹ ruột hay yêu chiều, lo lắng và chăm sóc bạn, mà là người thầy nghiêm khắc thích thử thách, bắt ta rèn luyện đến mệt nhoài với bao lời trách phạt. Xã hội đôi khi dạy chúng ta rằng khóc lóc không có tác dụng, ấm ức cũng chẳng có ích gì, than thở cũng không phải là cách, tỏ ra đáng thương cũng đâu ai đoái hoài. Xã hội có lúc cũng không nể tình, bạn không cố gắng thì đừng nghĩ tới thành công. Nên đau khổ phải cố nuốt xuống, nước mắt lưng tròng cũng phải che giấu đi, mệt mỏi vất vả gắng chịu đựng lấy. Vì không kinh qua tình đời nóng lạnh thì đâu nếm được cay đắng ngọt bùi, không trải nghiệm cuộc sống sao hiểu hết tình đời đen bạc, không gặp chuyện buồn vui sao nhìn thấu thật giả lòng người. Ai chẳng thích cuộc sống đơn thuần, ai không muốn thành thật đối đãi, ai chẳng mong hạnh phúc đông đầy. Nhưng hiện thực xã hội khiến chúng ta phải thức tỉnh và không thể không thay da đổi thịt để ứng đối. Xã hội sẽ không thiếu những khi nghiêm khắc và tàn khốc. Vậy nên có khi ta chưa kịp tiến bộ liền bị xếp vào nhóm lạc hậu, ta yếu đuối một chút lập tức bị xô đẩy ngã nghiêng. Những giọt nước mắt từng rơi xuống, những đoạn đường bạn từng đi, những vất vả từng gánh chịu, những đau khổ từng nếm trải, tất cả sẽ tạo nên một con người của chính bạn thật khác biệt. Cho nên có bản lĩnh thì không sợ, đủ lòng tin thì cứ bước ra xã hội, ở đó có môi trường tôi luyện giúp cho chúng ta trưởng thành. Trong phép cư xử cũng nên học cách thay đổi vị trí, tập nghĩ cho người khác. Thông thường muốn đạt được, trước phải biết cho đi. Mong muốn người thông cảm cần có lòng bao dung. Muốn ai đó quan tâm nên học cách trân trọng. Muốn người khác tôn trọng cần có lòng tự trọng. Làm việc nên có sự cảm thông. Bạn nghĩ đến việc khó xử của người khác, người ta cũng sẽ quan tâm đến vấn đề của bạn. Mình chịu ra tay giúp khi người cần, chắc chắn sẽ có sự hồi đáp tương xứng. Người với người vốn không cùng cơ thể, nên không bao giờ hiểu hết được lòng nhau. Có những việc bạn cảm thấy đơn giản, nhưng đối phương lại thấy áp lực nặng nề. Có nhiều việc người cho rằng không đáng phải nhắc tới, nhưng lòng mình lại canh cánh không quên. Chúng ta không phải họ, nên góc nhìn nhận vấn đề không giống nhau, phương cách suy nghĩ cũng có nhiều khác biệt.
Nên khi tiếp xúc với người khác, điều khó mà cũng quý nhất là biết đứng trên lập trường của đối phương mà suy xét. Từ đó, bạn có thể xem trọng những vấn đề mà họ quan tâm, rồi tìm cách giải quyết nhẹ nhàng nhất có thể. Hai người giao lưu với nhau, trạng thái tốt nhất là: bạn hiểu sự nhiệt tình của tôi, dù khó khăn bao nhiêu vẫn muốn giúp bạn hoàn thành tâm nguyện. Tôi biết lời bạn định bày tỏ nhưng lặng im, trân trọng giữ tình cảm đó trong lòng. Con người không ai thập toàn thập mỹ, công việc không phải lúc nào cũng thuận gió xuôi lòng. Làm người ai chẳng có lúc gặp khó khăn, qua lại lâu ngày cũng có thể phát sinh hiểu lầm. Nếu biết thay đổi vị trí mà suy xét, phiền phức sẽ giảm xuống. Thật lòng đối đãi với nhau, tình nghĩa sẽ đậm sâu. Khi nóng giận đừng nói chuyện, vì chúng ta không thể lường trước được những lời mình thốt ra có thể tổn thương người đối diện hay không. Khi bản thân đang không cân bằng, tốt nhất là im lặng, vì mọi phát ngôn lúc này đều bị nhiễm hơi nóng của lửa giận, chẳng nói gì hay ho. Nỗi nóng với người mình quan tâm, càng nghĩ chỉ càng giận. Ai trọng ai khinh nên phân biệt rõ ràng. Nếu có thể luận tình thì tốt nhất đừng nói lý. Nỗi nóng với người không liên quan vốn là tự tìm phiền não. Lấy lỗi lầm kẻ khác hành hạ bản thân, thương tổn chỉ có chính mình. Con người vì sao lại tức giận? Nghe những lời đồn thổi vô căn cứ, bị đâm thọt sau lưng gây hiểu lầm, bị đối xử không công bằng, không nhận được sự tôn trọng cần thiết. Có những lúc không thể không giận, vì hỉ nộ ái ố là những cảm xúc không phải ai cũng có thể khống chế trong cuộc đời. Lỡ nóng giận rồi thì nên dừng cuộc nói chuyện, để lòng bình tĩnh lại. Thực tập quên đi ấm ức, gánh vác trách nhiệm, bước qua lỗi lầm, xóa bỏ đau thương, thì công việc mới ngày càng mở rộng, cuộc sống cũng theo đó mà trở nên thoáng đãng, nhẹ nhàng hơn. Không thể phủ nhận rằng ai cũng có lúc gặp phải phiền phức, khiến tâm trạng trở nên tồi tệ. Có người vì áp lực cuộc sống quá nặng nề, có kẻ bởi công việc bất như ý, cũng có người do tình cảm không được êm xuôi. Mỗi người tự dùng phương cách riêng để hóa giải cảm xúc tiêu cực. Cũng có kẻ nổi khùng la hét, thậm chí mắng, đánh người để trút bỏ bực dọc trong lòng. Con người tốt xấu phần nhiều do hoàn cảnh tạo nên. Người dễ nổi nóng là bởi quen được nuông chiều, chỉ biết có bản thân mà không quan tâm, không đặt mình vào hoàn cảnh người khác để suy xét, nói thẳng ra là ích kỷ. Thông thường, chúng ta dễ nổi nóng với người thân bên cạnh và đối xử với họ sổ sàng hơn với người lạ. Đôi khi ỷ vào tình cảm họ dành cho mình rồi mặc sức xấu tính, đụng chút là ta nổi giận và đòi hỏi, mà không nghĩ tới việc sẽ gây ra tổn thương cho người thân. Một bên thì hưởng thụ tình thương của họ, một bên thì không ngừng nổi nóng, không ích kỷ, thì gọi là gì? Chúng ta cần nhìn lại thái độ của mình, xét xem có nên tiếp tục như vậy nữa hay không. Thực tế cho thấy, chỉ những người thiếu bản lĩnh kiềm chế mới dễ dàng tức giận. Chúng ta đều hiểu, nổi nóng không giải quyết được vấn đề, mà cần phải đối diện chuyện bất như ý, để từ đó bình tĩnh xem xét, rồi tìm phương hóa giải. Thử nghĩ, tính nóng nảy khiến ta mất đi bao tình cảm, tổn thương bao nhiêu người, ảnh hưởng bao nhiêu việc. Một khi lửa giận nổi lên, không cách gì giữ tâm bình tĩnh để tiếp xúc với người, cũng không thể làm việc bình thường. Ngay cả việc hít thở cũng thấy khó khăn, không ích lợi gì cả. Cho nên, đừng cho rằng thói quen dễ nổi nóng là bình thường. Một người mà ngay cả cảm xúc của bản thân cũng không kiểm soát được, chỉ cho thấy sự ích kỷ và bất lực của họ mà thôi. Vì thế, hãy chứng tỏ bản lĩnh của mình từ những tính cách đơn giản nhất.
mỗi ngày. Có người hỏi, trong tình cảm, điều gì dễ khiến người đau lòng? Tôi nghĩ, phần lớn là lời nói. Lời nói được xem như chìa khóa để mở lòng người khác, mà cũng là vũ khí sát thương người nhanh nhất. Bạn chưa nhìn thấy biểu hiện đau khổ của người bị trúng thương, sẽ không thể biết câu nói của mình làm đau họ đến mức nào. Rất nhiều khi, lời nói như lưỡi dao vô hình, giết người không thấy máu, nhưng vô cùng sắc bén và tàn nhẫn. Một câu nói vô tâm, một ánh nhìn lạnh lẽo, một động tác bốc đồng cũng đủ làm tan bao nhiệt huyết trào dâng. Lúc tranh luận không lựa lời, khi quá khích nói tùy tiện, đều có thể trở thành lưỡi dao đâm vào lòng người khác. Mối quan hệ càng gần gũi, vết thương sẽ càng sâu. Nhiều khi người phát ngôn quá vô tình khiến người nghe tan nát. Cũng có thể do thói quen ăn to nói lớn, khẩu xà tâm Phật. Cũng có thể vì tâm tình không tốt, nổi giận vô cớ. Nhưng cũng nên nghĩ qua, đối phương yêu thương mình thế nào mới có thể chịu đựng và bao dung lâu như vậy. Thời gian trôi qua, vết thương có thể liền, nhưng vết sẹo sẽ không bao giờ mất đi, mà có thể bị đau hay nổi ngứa nếu bất chợt đụng vào. Tuy lời nói không trực tiếp lấy được mạng ai, nhưng rất dễ làm hao mòn tình cảm, đẩy người xa ta, làm mất đi nghĩa ân, khiến cho đời lạnh lẽo. Thật ra khi ở cùng nhau, người ta cố tình lạnh nhạt những mong đợi của mình chính là sự tổn thương lớn nhất. Lòng chết rồi, quay lưng rồi thì sao cứu vãn được. Người thất vọng nhiều sẽ trở nên lặng lẽ, thời gian lâu dần sẽ trở thành lạnh lẽo. Rất nhiều vấn đề không phải một câu xin lỗi là đổi lại được lời an ủi không sao. Trong một mối quan hệ, hòa hợp được vốn không dễ dàng. Tổn thương rồi muốn quay lại thuở ban đầu hầu như là không thể. Tổn thương người rồi hối hận, chỉ bằng mở rộng lòng một chút, quản lý cảm xúc mình tốt một chút, chú ý lời ăn tiếng nói một chút, trân trọng người bên cạnh, hết lòng với hiện tại, thì sẽ giữ được những ân tình tốt đẹp. Ở đời có được, ắt có mất. Không phải lúc nào bạn cho đi cũng nhận được ngay sự hồi đáp. Cuộc sống luôn có cách vận hành riêng của nó. Tương lai luôn ở phía trước, chỉ cần ta mạnh chân bước tới. Hãy chấp cho mình đôi cánh tự do, bước qua những đớn đau và hệ lụy để làm một người vui vẻ. Hãy quên đi năm tháng và tuổi tác, đừng để thời gian khiến ta trở nên già cỗi. Cho dù bao nhiêu tuổi, chỉ cần cảm thấy tinh thần còn trẻ là được. Vượt qua sự cám dỗ của danh lợi, vì chúng vốn là vật ngoài thân và có hạn. Thường ai cũng muốn mình có một chút danh tiếng, một chút lợi lộc, rồi tranh nhau giành lấy. Rồi khi không được như ý, lại quay sang oán trách cuộc đời không công bằng với mình. Thật ra, sống một cuộc đời đơn giản và bình thường mới là hạnh phúc lớn nhất. Và bất kỳ ai cũng nên có một người bạn. Tài sản không thể làm bạn với ta cả đời, mà bạn hữu đôi khi trở thành tài sản cả đời của ta. Tốt hơn hết là có một tri kỷ. Lúc cảm thấy lẻ loi, có thể tìm đến nói vài ba câu. Nhưng việc có một người bạn đúng nghĩa thật sự không hề dễ dàng, nên xem trọng chất lượng trong kết giao bạn bè. Xây dựng một nơi nương tựa trong chính mình. Khi gặp chuyện phiền não, hãy lắng lòng yên tĩnh, cho mình một không gian để tâm trí bình lặng lại. Nhìn những cánh hoa dại bên đường, dù bé nhỏ cũng đua nhau khoe sắc, tô điểm cho đời. Thế giới cũng bỗng chốc trở nên tươi đẹp hơn. Nghĩ một cách lạc quan, sống một đời hạnh phúc. Có lẽ chúng ta thường hay phạm chung một lỗi lầm.
nhận lòng tốt ai đó đã quen. Bỗng một ngày họ có chút sơ suất, mình lập tức quên hết những điều tốt đẹp còn lại. Người ta thường hay nhớ những khiếm khuyết và lỗi lầm của kẻ khác, thích xét nét những khuyết điểm của họ, rồi cho rằng người ta không bằng mình, nên càng nhìn càng thấy thiên hạ yếu kém, càng quan sát càng khó lòng chấp nhận. Thật ra việc nhìn người khác cũng giống như soi gương. Nếu mình chau mày trợn mắt, chắc chắn sẽ nhận lại hình ảnh khó chịu. Từ đó cả ta và người đều cảm thấy không vui. Chút vụn về của người khác trong mắt ta cũng trở nên to tát. Khi không hài lòng nhưng vẫn phải đối diện thì khó chịu như kim đâm vào mắt, gai chích vào da, phải nhổ ra mới thấy thoải mái. Nhớ lỗi lầm của người là lấy sai trái của họ trừng phạt chính mình, khiến bản thân không vui, suốt ngày sống trong khó chịu. Vì vậy, hãy ghi nhớ những điểm tốt của người. Đối với những khiếm khuyết, nên khoan dung một chút. Lâu ngày sẽ thấy ai ai cũng có điều đáng học hỏi. Trong lòng chỉ có những điều tốt, thế giới sẽ tươi đẹp biết bao nhiêu. Ghi nhớ điểm tốt của người tốt hơn nhiều so với việc ghi nhớ lỗi lầm của họ, rồi ôm trái tim oán giận đau khổ lay lắc trong đời. Sống ở đời, dù bạn tốt đẹp thế nào cũng không thể nhận được sự yêu thích của mọi người. Bất luận bạn sống tốt thế nào cũng sẽ có người khen kẻ chê. Dù bạn làm thành công ra sao, người ta cũng sẽ bình phẩm tốt xấu. Có người hâm mộ, sẽ có người ghét bỏ. Có ai đó ganh tị, ắt có kẻ chẳng coi bạn ra gì. Cuộc sống là như thế, bạn không thể làm hài lòng hết thảy. Nên đừng vì để vừa lòng người khác mà đánh mất bản chất của mình. Ai cũng cần có những nguyên tắc và sự tự tôn riêng. Chúng ta qua miệng người khác không phải là con người toàn diện, mà có rất nhiều phiên bản khác nhau. Bạn chỉ cần là một bạn chính tốt là đủ. Bởi người đời, ánh mắt giống nhau nhưng góc nhìn khác nhau, miệng giống nhau nhưng mỗi người một cách nói, trái tim cấu tạo tương đồng nhưng suy nghĩ lại rất dị biệt, tiền của giống nhau nhưng cách chi tiêu mỗi người một thị hiếu. Đúng, sai, phải, trái, tốt, xấu là do lập trường không giống nhau. Hoàn cảnh khác thì cách nhìn đã khác. Cũng là con người nhưng mỗi cá nhân có một cách sống, cần tự tin bước đi trên đôi chân của mình. Đại bàng không có tiếng cổ vũ cũng giang cánh bay lượn. Đám cỏ không cần người chăm sóc cũng biết tự vươn mình lớn lên. Hoa dại trong núi sâu dù không ai thưởng thức vẫn tỏa hương thơm ngát. Làm việc không cần người người đều thấu hiểu, chỉ cần dốc lòng hết sức. Làm người không cần ai ai cũng yêu mến, chỉ cần thẳng thắn rộng lượng. Hoa có trăm dáng nghìn kiểu nhưng vẫn có thể khoe sắc tỏa hương mà không bị ngăn ngại. Sống ở đời mỗi người một phong cách, sao không nâng đỡ cùng đi lên, hạ thấp nhau làm chi. Nếu cảm thấy xứng đáng thì trân trọng, hạnh phúc thì giữ gìn. Người khiến bạn vui vẻ thì gần gũi, cảm động thì yêu thương. Làm người nếu nói dễ cũng không hẳn dễ. Để lay động hàng ngàn trái tim hay quản lý miệng lưỡi của thiên hạ, tất nhiên là không hề dễ dàng. Làm người nói khó cũng không hẳn khó. Chỉ cần giữ tấm lòng lương thiện, là một người hiền lành, rồi đi con đường của mình là đủ. Một đời người thật ra không dài lắm. Dù sao mình cũng đã đến đây rồi, thì nên sống cho đẹp một chút vậy. Trong cuộc sống có rất nhiều việc không phải cứ theo ý mình mới là tốt. Mặt trời không vì bạn không vui mà sớm mai không mọc. Ánh trăng cũng không vì bạn trách hờn mà cuối đêm không lặn. Bịt mắt mình lại không có nghĩa thế giới sẽ biến thành màn đêm tăm tối. Làm mờ mắt người cũng chưa chắc ánh sáng sẽ thuộc về riêng mình.
trên đời chỉ có búa rìu chưa đủ sắc bén, chứ không có loại cỏ cây nào là không thể đốn đi. Công việc chỉ có con người chưa nghĩ đến phương pháp, hoàn toàn không có gì là không thể làm thành. Nếu muốn, người ta sẽ nghĩ cách, còn không, họ sẽ tìm lý do. Cuộc sống như ly nước, dù nóng hay lạnh, nhiệt độ thích hợp là có thể uống được. Hương vị dù ngọt bùi hay cay đắng, chỉ cần hợp khẩu vị là ngon. Giai điệu dù nhanh hay chậm, hợp với thính giác là hay. Bốn mùa tuần hoàn, bất luận xuân, hạ, thu, đông, nếu hợp với tâm trạng thì đều là tốt đẹp. Tất cả chỉ cần thích hợp với bản thân chính là hạnh phúc. Đời mỗi người đều có hai con đường. Một, dùng tâm trải nghiệm gọi là ước mơ. Hai, dùng chân bước đi gọi là hiện thực. Nếu tâm cảm nhận không kịp, hiện thực sẽ nhạt nhòa. Chân bước đi quá chậm, mộng ước sẽ bay xa. Trên thế giới này, việc khó chịu nhất không gì hơn là biết người mình thương yêu hướng lòng về kẻ khác mà vẫn đa tình một cách ngốc nghếch. Những cuộc gặp gỡ hay chia ly đều có nhân duyên nhất định, thuận theo đó mà được yên ổn chính là điều tốt đẹp nhất. Khi ai đó bên cạnh ta, nếu có thể khiến họ thấy an lạc đã là thành công lớn. Lúc nhỏ, hạnh phúc là chuyện rất đơn giản. Lớn lên rồi, có thể sống giản đơn mới là điều hạnh phúc. Để không uổng công đến đây một đời, hãy làm việc muốn làm và yêu những gì mình muốn. Đời người chính vì quá kỳ vọng nên mới thất vọng, mộng ước xa vời nên mới tiêu tan, chất chứa quá nhiều nên khó lòng bộc bạch. Có một số người quên không được là do không nỡ, một số khác nhất định phải quên đi vì không đáng nhớ. Cũng đừng quá tin tưởng vào mắt mình, vì có khi những gì bạn nhìn thấy là những điều đang mong muốn, còn những thứ không thích đã bị bạn lướt qua. Thật ra, người bị hiểu lầm không hề mất mát gì. Kẻ nhìn nhận sai người khác mới thật sự mất đi cơ hội. Chúng ta đều nghĩ rằng mình làm chủ cuộc đời này mà quên mất cuộc sống vốn phải cần rất nhiều người phối hợp. Cũng đừng vì cái lợi trước mắt mà đánh mất tương lai lâu dài. Nên nhớ những gì có được nhờ vào sự hy sinh của kẻ khác thì không bao giờ bền vững. Đời người rất ngắn ngủi, không có thời gian cho việc tiếc nuối. Đừng quá bận lòng với những người hoặc việc khiến mình phiền muộn, dù chỉ là một phút. Nếu chưa có kết quả cuối cùng, hãy mỉm cười và mạnh chân tiến về phía trước. Nhân thế gặp gỡ, nhớ tặng người bên cạnh chút ấm áp. Mưa gió cuộc đời, hãy dành cho mình chút lạc quan. Nếu biết cách yêu đời, khéo dung hòa mọi thứ, thì dần dần niềm vui và hạnh phúc sẽ lan tỏa ra xa. Đời người không phải cuộc chạy đua, mà chính là chuyến du lịch. Cuộc đua quan trọng ở đích đến, còn chuyện rong chơi cần quan tâm đến phong cảnh bên đường. Tâm trạng tốt thì cảnh vật theo đó cũng sẽ đẹp hơn. Bất luận hôm nay gặp bao nhiêu khó khăn, hãy vững tin rằng chỉ có hôm qua là không thể trở lại, còn ngày mai chắc chắn sẽ đến. Một đời như chuyến xe hướng đến phần mộ của mình. Không ai có thể cùng ta đi trọn cuộc hành trình, bao gồm cả người thân, gia đình và bạn hữu. Nếu may mắn có người cùng đi một đoạn, khi họ phải tạm biệt xuống xe, dù không đành lòng cũng nên cảm kích và vẫy tay từ biệt, vì trạm sau chắc chắn sẽ có người khác đồng hành với bạn. Cà phê đắng hay ngọt là do mình bỏ đường hay thêm muối. Một niềm đau thương không nằm ở chỗ làm sao quên đi, mà phụ thuộc vào việc bạn có đủ dũng khí bước qua để đến với cái mới hay không mà thôi.
đời người cũng giống như một ly trà, mới uống vào sẽ cảm thấy đắng chát, nhưng đó chưa phải là tất cả. Đi qua những đắng chát sẽ cảm nhận được vị ngọt, nhẹ nhàng. Chúng ta sở dĩ mệt mỏi là vì cứ do dự giữa kiên trì và buông bỏ. Đôi khi hiểu ra rồi, nhưng trong lòng lại không muốn chấp nhận sự thật. Ai bước vào cuộc đời bạn là bởi duyên nghiệp chi phối, nhưng việc gắn bó lâu dài hay ra đi vội vã là do bản thân mình quyết định. Không giải thích mới nhẹ nhàng, không cố chấp mới khai thông, và không hoàn mỹ mới là cuộc đời. Đừng đổ lỗi cho người khác, không cười nhạo bất kỳ ai, cũng chẳng cần ngưỡng mộ họ. Mặt trời chiếu sáng thì ta sưởi ấm, mưa gió nổi lên thì tìm chỗ trú ẩn. Thực hiện mộng ước của mình, đi con đường mình lựa chọn, thế giới sẽ thanh bình. Khi một người cố tình làm đau bạn, hãy tha thứ cho họ, nhưng đừng bao giờ đặt niềm tin vào đó nữa. Vì tha thứ cho người là bỏ qua cho mình. Nhưng nếu lại tiếp tục tin tưởng mù quáng, chính là trao cho kẻ khác thêm cơ hội tổn thương bạn. Chúng ta nên tin tưởng mọi người đều có thể sửa đổi sai lầm, nhưng hãy để cuộc đời kiểm chứng điều đó. Dù cuộc sống có 1000 lý do để lo buồn, bạn cũng hãy tìm 1001 câu chuyện khiến mình được vui. Dù thế giới tàn khốc đến đâu, điều bạn cần làm cũng chỉ là giữ lấy một trái tim nhẹ nhõm. Hãy bỏ qua hết những người và việc bất như ý, sống với giây phút hiện tại của chính mình. Nếu biết tự chăm sóc bản thân, không ỷ lại vào người khác, cứ kiên trì tiến lên, chắc chắn bạn sẽ nhìn thấy ánh sáng và sự ấm áp trên đoạn đường phía trước. Cuộc sống không phải là chiến trường, nên không cần phải phân định thắng thua. Giữa người với người, nếu cảm thông tăng lên thì hiểu lầm sẽ giảm xuống. Giữa việc với việc, nếu nhường nhịn tăng lên thì đấu tranh sẽ giảm xuống. Có một số việc cần phải nhẫn, có một số người cần phải nhường, không thể tranh giành thấp cao. Không nhất thiết phải cầu xin sự tán đồng và thấu hiểu của ai cả, vì mỗi người đều có quan điểm và cá tính riêng. Chúng ta thường quá xem trọng bản thân mới có chuyện lo buồn về việc được mất, rồi cho rằng người khác không hiểu mình. Thật ra, làm người cần phải biết xem nhẹ cá nhân, giảm một chút tự ngã và đặt mình vào vị trí người khác để nghĩ, sẽ thấy cuộc đời dễ thương hơn rất nhiều. Cho nên mới nói, càng mở lòng ra thì niềm vui càng lớn, bao dung càng rộng sẽ nhận được càng nhiều. Đừng bàn luận chuyện sau lưng người khác, cũng không cần quá để tâm đến những lời đồn thổi về mình. Vì một người vô dụng thì không có gì để nói, càng xuất sắc sẽ càng bị để ý và bị bình phẩm. Ở đời, nhận lỗi là một dạng thành thật, còn bỏ qua là một kiểu phong độ. Nếu bạn gửi đi thành thật mà không nhận được phong độ, chứng tỏ đối phương có phần tầm thường và thô tục. Miệng lưỡi người khác chúng ta không thể khống chế được. Việc dễ dàng nhất là giữ cho mình một tấm lòng nhẹ nhõm, rồi bước qua những rối rắm cuộc đời. Để cuộc sống vui vẻ, phần nửa phải tỉnh táo, phần còn lại đôi khi cũng cần một chút ngớ ngẩn. Nhiều lúc không cần phân định quá rõ ràng, bởi có những việc nhìn rõ rồi lại không muốn làm, có những người hiểu thấu rồi lại không muốn kết giao. Thật ra, trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người đều có một góc khuất mà có khi suốt cả đời người khác không thể chia sẻ được. Mọi khó khăn chướng ngại đều phải một mình tiếp nhận rồi âm thầm hóa giải. Nhưng dù chuyện gì xảy ra, cũng đừng để suốt ngày khó chịu, vì chúng ta không thể biết ngày mai còn bao nhiêu niềm vui chờ mình trải nghiệm, bao nhiêu đoạn đường đợi mình bước đi và bao nhiêu cánh cửa cần mình nỗ lực. Có vui, có buồn mới là trần thế, có đắng, có ngọt
mới là cuộc đời. Dù đau thương đến đâu, ngủ một giấc dậy thì hãy cho tất cả vào quá khứ. Suốt ngày nhớ nghĩ chuyện hôm qua chỉ làm bản thân mệt mỏi thêm mà thôi. Người ta nghĩ gì mình không thể biết, người khác làm gì mình cũng không quản được. Điều duy nhất có thể là tận lực hết lòng làm tốt việc của bản thân, đi con đường đã lựa chọn và sống tốt cuộc đời của chính mình. Sống ở đời, gặp lúc có lợi, nhớ đừng dành hết cho mình. Lợi lộc giành giật cả đời cũng không thể tận, biết đủ nên dừng. Dù bạn có lý, cũng đừng truy người đến cùng. Lý lẽ thế gian, dù tranh luận ngàn năm cũng không thể hết. Có đạt được chiến thắng, cũng mất đi sự lương thiện nhẹ nhàng. Cho dù bạn có tài năng vượt trội, cũng đừng bao giờ chế nhạo kẻ khác. So sánh người với người dễ làm tổn thương nhau. So sánh vật với vật dễ dẫn đến việc phải bỏ đi một thứ nào đó. Làm người nếu tỏ ra quá khôn ngoan, xung quanh sẽ nghi ngại. Quá cầu toàn sẽ dễ gặp hiềm khích. Còn như quá kiêu ngạo sẽ bị người xa lánh. Suy nghĩ quá mức sẽ phát sanh phiền muộn. Để ý quá chi ly chỉ tự ám ảnh mình. Truy cầu quá nhiều mới khiến bản thân mỏi mệt. Chỉ khi nào trong lòng thấy hạnh phúc thì ngày tháng mới thông dong, thân tâm tự tại mới thấy cuộc đời là đáng sống. Đời người có ba chiếc chìa khóa cần thiết: đón nhận, thay đổi và rời xa. Nếu không thể đón nhận nên thay đổi, thay đổi không được thì rời xa vậy. Người lạc quan thường dùng nụ cười để khỏa lấp những điều bất như ý. Kẻ bi quan chỉ biết trách hờn mà quên mất niềm vui sự sống. Đừng cứ hỏi người khác tại sao, hãy tự vấn bản thân có tư cách gì. Mọi người tốt với mình là bởi mình cũng tốt với họ, hoặc là bạn có ý nghĩa nhất định nào đó. Đừng hy vọng tất cả đều hiểu mình, vì ai cũng có sở thích và mối bận tâm riêng. Chỉ cần bạn hiểu mình đang làm gì và hướng đến mục tiêu nào là được. Hãy hoàn thiện chính mình, tạo giá trị cho bản thân. Thế giới sẽ tự nhiên trân quý bạn. Bạn sống trong thế giới nào sẽ gặp được những người tương ứng của thế giới đó. Bạn kết giao với hạng người nào, tính cách tự nhiên cũng theo đó mà biến chuyển. Tùy theo độ cao nơi mình đứng mà chúng ta nhìn thấy những quang cảnh khác nhau. Có tấm lòng rộng mở thì bầu trời tự nhiên sẽ thoáng đãng. Rất nhiều khi chưa gặp được người mình kỳ vọng là do bản thân chưa chuẩn bị đủ, chưa hoàn thành được những giá trị tương xứng. Cho nên cứ hoàn thiện mình trước, mọi thứ tự nhiên sẽ đến. Ở đời có một số việc phát sinh rồi chỉ có thể tiếp nhận. Có một số người quay lưng rồi chỉ có thể buông tay. Một vài đoạn đường chọn lựa rồi thì không thể quay đầu. Cuộc sống có những lúc bất lực như thế. Nếu nhìn thông sẽ thấy có nhiều thứ mất đi mà bình an hơn là có được. Vài niềm đau nhẫn một chút liền qua đi. Một số phiền phức nhẫn một chút là có thể giải quyết. Một vài lời nói nhẫn một chút thấy không cần tranh luận nữa. Một vài tình cảm nhẫn một chút lại không muốn tiếp tục. Một vài con người nhẫn một chút không buồn chờ đợi nữa. Người thương thật lòng sẽ muốn cùng nhau đi đến tương lai. Tình cảm chân thành không cần thể hiện mọi lúc mọi nơi mà lặng im song hành theo năm tháng. Duyên phận tốt đẹp không đến từ những buổi tiệc được sắp đặt sẵn, mà ở lòng kiên định chấp nhận của hai người. Nếu thật sự có duyên, thời gian không gian đều không phải vấn đề. Bằng như đã vô duyên, dù gặp nhau mỗi ngày cũng không có ý nghĩa. Người ta thường nói, phải đến khi mất đi, chúng ta mới nhận ra mình từng có những gì.
Thực tế thì bạn luôn biết những gì mình đang có, chỉ là ngỡ chúng sẽ không bao giờ mất đi mà thôi. Hãy tranh thủ tận hưởng mỗi việc nhỏ trong cuộc sống, vì mai này nhìn lại, bạn sẽ phát hiện ra kỳ thực chúng đều rất quan trọng. Có một vài thời khắc khi trở thành hồi ức rồi mới thấy hết sự quý giá. Thông thường khi bạn nỗ lực hết mình, người khác chưa chắc sẽ để tâm. Chỉ cần thôi cố gắng, người ta lại chú ý. Đôi khi trời không cho thứ bạn cần không phải vì bạn không xứng đáng, mà là đã để dành cho bạn những điều tốt đẹp hơn. Sống đơn giản thì vui vẻ, nhưng đời này người vui vẻ cực ít. Phức tạp quá chỉ khổ tâm, vậy mà người đau khổ lại đầy rẫy. Rất nhiều phiền phức là bởi mình nghĩ trước tính sau, không chịu quyết đoán. Vậy nên những thứ cần cầm lên thì đừng do dự nữa, những thứ cần buông xuống thì cũng hãy thẳng tay. Vì phải kết thúc điều cần kết thúc mới khởi đầu được cái nên khởi đầu. Cuộc sống giống như một cây đàn, phím trắng là vui vẻ, phím đen là đau thương. Nhưng nên nhớ, chỉ khi hai phím trắng đen kết hợp mới thành ra giai điệu. Nếu không thử thách mình bằng những việc khó khăn, bạn không thể trở thành người tiến bộ được. Một người kinh qua nhiều con đường, giải quyết vô số việc phát sinh mới nhanh chóng trưởng thành. Bất luận cuộc sống tầm thường thế nào cũng cần phải đối diện. Đừng trốn tránh hoặc oán trách cuộc đời. Thời gian luôn vận chuyển, người đến đi tấp nập trong nhân gian. Đừng đánh mất cơ hội khiến cuộc sống mình trở nên có ý nghĩa. Thông thường lấy một muỗng muối đổ vào ly, nước sẽ rất mặn. Nhưng một muỗng muối đổ xuống hồ thì không vấn đề gì. Những phiền muộn của chúng ta cũng như muối, còn nước mặn hay nhạt, giống như khổ hay vui, đều phụ thuộc tâm lượng mình lớn hay nhỏ. Hạnh phúc đến từ cảm giác, vui vẻ là từ tâm thái, nhẹ nhàng là do lựa chọn. Sự việc dù đơn giản, nhưng suy nghĩ quá sâu, tính toán quá nhiều sẽ trở thành phức tạp, rồi vướng víu tay chân. Ngược lại, sự việc dù phức tạp thế nào, nếu biết xem nhẹ, bớt để tâm, cũng thành ra đơn giản, giải quyết dễ dàng. Cho nên, khi đối diện một số việc, mỉm cười là được, đừng quá nghiêm trọng. Có một vài người nhìn biết là được, không cần bận tâm. Ai thích biểu diễn thì mình vỗ tay, vạch trần cũng không có nghĩa gì. Người đã cho mình đúng thì xem như không thấy, đỡ mất công tranh luận. Bạn là ai không quan trọng, họ là ai cũng vậy thôi. Không thẹn với lòng là được, tùy duyên mà sống mới hay. Trong cuộc đời rất nhiều người, nhiều việc, nhiều phân đoạn tình cảm không nên níu kéo. Cứ mỉm cười tiến về phía trước, cởi mở một chút sẽ học được nhiều thứ, tao nhã một chút sẽ càng tươi đẹp hơn, sáng suốt một chút nụ cười sẽ rạng rỡ, hạnh phúc hơn. Tâm ít tham cầu, khổ tự nhiên sẽ giảm đi. Miệng ít nói lời vô nghĩa, họa tự nhiên sẽ giảm đi. Bụng ít ăn đồ độc hại, bệnh tự nhiên sẽ giảm đi. Lòng ít suy nghĩ điều rối rắm, nỗi buồn tự nhiên sẽ giảm đi. Tình thương thì không có nước mắt, hiểu rồi thì không cần nhiều lời. Duyên đến nên trân trọng, duyên hết thì buông tay. Cuộc đời vốn là không, mỉm cười nhìn đời và người, an nhiên ngắm mặt trời mọc rồi lặng. Tự tại nhìn hoa nở rồi tàn, thì bụi trần vướng vào đâu, người phiền được chỗ nào. Chúng ta ban đầu đến thế giới này là vì không thể không đến, cuối đời rời đi cũng vì không thể không đi. Còn đoạn đời ở giữa là tùy mỗi người lựa chọn.
Mỗi người có một lối sống riêng. Có người xem tiền của, con cháu, ái tình, hơn thua là nguồn sống. Có kẻ lấy cảm ơn, vui vẻ, khoan dung, biết đủ làm kim chỉ nam. Do sự lựa chọn khác nhau mà kết quả cuộc đời cũng không ai giống ai. Lúc trẻ có thể muốn rất nhiều thứ, khi nằm trên giường bệnh muốn lo cũng không được, sự lo lắng sẽ chuyển sang bên cạnh. Bạn bè thân thích sợ bị mượn tiền, cha mẹ lo con không qua khỏi, bạn đời sợ phải liên lụy ốm đau, lãnh đạo lo không ai làm việc liền gấp rút tìm người thay thế, bác sĩ sợ bạn không đủ tiền vừa kê toa thuốc vừa nhắc nhở viện phí. Lúc này có khó chịu hay kiêu kỳ cũng không làm gì được. Cho nên khi còn khỏe mạnh, nhất định phải biết chăm sóc bản thân, tranh thủ sống cuộc đời mình mong muốn. Ai ở đời cũng không dễ dàng gì, ngọt bùi cay đắng buồn vui có đủ. Có thể biến cuộc đời đau khổ thành lãng mạn, chuyển thế gian bạc bẽo thành những mối thâm tình thì mới gọi là bản lĩnh. Vì thế gian này đâu có gì là hoàn mỹ. Mặt trời đứng bóng liền ngã về phía tây, mặt trăng vừa tròn là chuyển khuyết. Cho nên cảnh tươi đẹp nhất vẫn là khi hoa chưa nở tròn, trăng chưa tròn vành. Cảm giác thiếu một chút mới trở thành vĩnh hằng, không hoàn mỹ mới gọi là nhân thế. Biết chấp nhận thì không gì trở thành vấn đề. Như người biết cúi đầu thì không va vào khung cửa, chịu nhường đường mới khỏi phải bon chen. Lòng cầu thì sẽ nhanh tiến bộ, tâm biết đủ luôn hạnh phúc tròn đầy. Có đôi khi niềm hạnh phúc giữ tâm hồn ta dịu dàng, và lắm khi lòng nhẫn nhục giúp đời ta được bình an. Có khi gặp nhiều nghịch cảnh giúp ta mạnh mẽ kiên cường, đối diện muộn phiền bất hạnh khiến lòng thêm lớn hiểu thương. Nếu chỉ ngồi chờ hạnh phúc đến với mình thì có lẽ bạn sẽ phải chờ đợi suốt đời. Vậy nên hãy chủ động tạo nên hạnh phúc bằng những cách gợi ý sau đây. 1. Khi có những ý nghĩ và nỗi buồn, hãy xua chúng ra khỏi đầu và nhớ rằng có những hoàn cảnh bạn không có đủ sức để thay đổi. Vậy cách tốt nhất là bình tĩnh suy xét mọi việc. 2. Hãy quen với việc cảm thấy mình hạnh phúc và biến điều đó thành một trong những bài tập thực hành chủ yếu của bạn. Hãy thường xuyên cười với bản thân và những người khác, và hãy để cho mọi người hiểu rằng bạn là người hạnh phúc. 3. Cố gắng làm những người xung quanh hạnh phúc. Khi bạn thấy một người nào đó gặp nạn, hãy đề nghị được giúp đỡ họ, dù việc bạn làm có thể là rất nhỏ. Ví dụ như chỉ đường cho một khách du lịch để anh ta nhanh chóng đến được nơi muốn đến. Niềm vui của người được bạn giúp đỡ chắc chắn sẽ khiến bạn cảm thấy vui hơn. 4. Đừng quên những người đã làm cho cuộc đời bạn sáng sủa hơn, bớt khổ hơn. Hãy chủ động dành nhiều thời gian cho những người đó. 5. Cố gắng bớt chỉ trích hành động của người khác sẽ giúp bạn tránh được nhiều cảm giác tiêu cực. 6. Hạn chế tối đa sự ganh tị vì nó có thể làm hại cả cuộc đời bạn. Nhiều người cảm thấy mình bất hạnh mà không hề nhận ra rằng những kỳ vọng của họ hoàn toàn không thực tế và hạnh phúc là một khái niệm tương đối. 7. Đừng cố gắng để ngay lập tức thành người hoàn toàn hạnh phúc. Bạn nên vui mừng với những việc nhỏ hơn là chờ đợi một điều gì đó thật to lớn. Ai càng hướng đến vị tha, càng nghe an lạc nở hoa trong lòng. Ai càng vị kỷ đèo bồng, bất an phiền não lòng vòng khổ đau. Lắng lòng mà nhận thức sâu.
con người ta khi phải buông bỏ thứ gì đó thì luôn cảm thấy phiền não, dây dứt không yên. Con người dù muốn buông tay nhưng lại không thể hạ quyết tâm mạnh mẽ. Vậy phải làm sao? Mời bạn đọc câu chuyện sau và cùng chiêm nghiệm nhé. Có một người đàn ông với vẻ mặt khổ sở hỏi một vị hòa thượng: Thưa thầy, tại sao có một số thứ và một số người con không thể buông bỏ được? Vị hòa thượng nói: Không có gì là không thể buông bỏ được. Người đàn ông kia lại nói: Thưa thầy, tại sao có những thứ và có những người mà con hết lần này đến lần khác đều không buông bỏ được? Vị hòa thượng liền bảo người đàn ông kia cầm cái chén lên, rồi ngài rót nước trà vào chén. Hòa thượng rót đến tận lúc nước trà trong chén trào ra ngoài. Người đàn ông kia lập tức thấy nóng tay, không chịu được, liền đặt chén trà xuống. Lúc này, vị hòa thượng lại nói: Trên đời không có gì là không buông bỏ được. Chỉ cần ngươi cảm thấy bị đau, ngươi sẽ tự bỏ xuống được thôi. Quả thật, khi chúng ta đã có công danh thì liền thấy khó buông bỏ được công danh. Khi chúng ta có tiền tài thì liền thấy khó buông bỏ được tiền tài. Khi chúng ta đã có tình yêu thì liền thấy khó buông bỏ được tình yêu. Khi chúng ta đã có sự nghiệp thì liền thấy khó buông bỏ được sự nghiệp. Tất cả những điều này khiến chúng ta không buông bỏ được là bởi vì trong lòng chúng ta còn có suy nghĩ và mộng tưởng, mong tưởng về chúng, còn bị chúng hấp dẫn. Hay là bởi vì hành vi của đối phương còn chưa động chạm đến ranh giới của sự chịu đựng của ta. Nói chung là vì chúng còn chưa khiến bản thân chúng ta bị đau nhức đến mức phải buông bỏ. Ví dụ như ta khó buông bỏ được tình yêu là bởi vì trong lòng chúng ta còn có hy vọng và mong đợi rằng trong tương lai sẽ có cải biến. Trong lòng vẫn còn bị tham dục cản trở. Những người thiếu quyết đoán thường nghĩ trước nghĩ sau, nên nắm giữ cũng chậm mà buông bỏ cũng chậm. Nếu người đó trải qua một lần biến cố to lớn hay khi cận kề cái chết sẽ có thể khiến họ thay đổi. Khi chúng ta đối với một thứ hay một người nào đó mà có cách suy nghĩ nhìn nhận thông thoáng hơn, xem nhẹ hơn, thì việc buông bỏ cũng dễ dàng hơn. Chúng ta sở dĩ bị rơi vào đau khổ là bởi vì trong lòng có nhiều dục vọng. Mỗi ngày chúng ta đều phải suy nghĩ về những thứ dục vọng ấy, đương nhiên là sẽ thấy rất mệt. Điều này cũng giống như mua sắm đồ đạc cho một căn nhà mới vậy. Ban đầu để thỏa mãn nhu cầu hay sở thích, chúng ta mua thật nhiều thứ. Nhiều năm sau này, chúng ta phát hiện ra ngôi nhà đã chứa quá nhiều thứ, có cả những thứ không bao giờ dùng đến. Lúc đó chúng ta nghĩ rằng sẽ bỏ đi một vài thứ nào đó, nhưng biết bỏ thứ nào đây? Cái gì ta cũng thấy có ý nghĩa, cũng lưu dấu kỷ niệm, thế nên chẳng đành vứt bỏ đi thứ gì. Rốt cuộc lại lưu giữ lại tất cả, đành phải chấp nhận sinh sống trong một không gian nhỏ hẹp, bức bối. Nhưng nếu như có một ngày nào đó căn nhà của chúng ta bị mưa dột, khiến những thứ đó bị ướt hoặc bị rách nát, thì chúng ta lại dễ dàng vứt bỏ chúng ngay. Điều này chính là khi thật sự đau đớn, ta sẽ tự nhiên buông bỏ. Trong cuộc đời có rất nhiều thứ chúng ta nên buông bỏ, vì nếu cứ lưu luyến thì chúng sẽ trở thành một loại ràng buộc. Hãy dũng cảm buông bỏ để được tự do tự tại, đạt đến giải thoát an vui. Phút nào tỉnh thức em ngồi lại, nhìn ra thế giới nghĩ về mình. Thấy chăng một thứ chi thường tại, chập chờn mộng thực kiếp nhân sinh. Hạnh phúc là gì? Đến nơi đâu mới tìm được hạnh phúc? Con người vẫn luôn mong muốn tìm đến được bến bờ hạnh phúc, nhưng lại không hiểu rằng hạnh phúc
có trong những điều rất giản dị. Bạn có bao giờ ngồi một mình thinh lặng và suy nghĩ về những câu hỏi như: bạn là ai? Tại sao bạn có mặt trên cõi đời này? Điều gì quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn? Câu trả lời tùy thuộc vào mục đích sống của bạn là gì. Nếu mục đích sống của bạn là sự giàu có, thì tiền bạc là quan trọng nhất. Nếu đó là có được một địa vị cao trong cuộc sống, thì sự thăng tiến trong sự nghiệp là điều quan trọng nhất. Còn nếu đó là hạnh phúc, thì gia đình và tình yêu và đời sống tâm linh là quan trọng nhất. Người hạnh phúc là người biết mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mỗi con người chính là sống làm sao cho mình được hạnh phúc. Và để làm được điều đó thì cần phải mang hạnh phúc đến cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Và cũng đừng quên mang hạnh phúc đến cho chính mình bằng những thú vui giải trí cùng mọi người xung quanh nhiều hơn. Cuộc sống luôn đa dạng và phong phú. Hãy luôn quan tâm đến tất cả những điều đó. Khi bạn đau ốm, có người tận tình chăm sóc cho. Đó chính là hạnh phúc. Khi bạn lạnh, có người ôm bạn. Đó chính là hạnh phúc. Khi bạn khóc, có người an ủi bạn. Đó chính là hạnh phúc. Khi bạn già, có người bầu bạn cùng. Cũng là hạnh phúc. Khi bạn sai, có người bao dung, tha thứ cho bạn. Cái này là hạnh phúc. Khi bạn vất vả, có người thương xót. Đây cũng chính là hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là quanh bạn có bao nhiêu người, mà là có bao nhiêu người bên cạnh bạn. Hạnh phúc không phải là bạn lái những chiếc xe sang trọng, mà là bạn lái xe về đến nhà bình an. Hạnh phúc không phải là bạn tích trữ được bao nhiêu tiền, mà là mỗi ngày thể xác và tâm hồn được tự do, được làm những việc mình yêu thích. Hạnh phúc không phải là chồng, vợ của bạn thành công, xinh đẹp ra sao, mà là chồng, vợ của bạn luôn có thể nở nụ cười rạng rỡ. Hạnh phúc không phải là được ăn ngon, mặc đẹp, mà là không có bệnh, không có tai ương. Hạnh phúc không phải là lúc bạn thành công được tung hô nhiệt liệt, mà là lúc bạn sa cơ, vẫn có người nói: bạn tôi à, cố lên. Hạnh phúc không phải là bạn nghe qua bao nhiêu lời ngon ngọt, mà là khi bạn bi thương rơi lệ, có người nói với bạn rằng: không sao đâu mà, đã có tôi ở đây. Và hạnh phúc là khi còn có cha mẹ bên đời. Đời người nói dài cũng không quá dài, nói ngắn cũng không thật ngắn. Được sống một ngày chính là có phúc. Hãy trân quý từng phút giây, bởi thời gian một khi trôi đi sẽ không bao giờ trở lại. Làm người không cần thiết tự cho mình là đúng. Trái đất một khi chuyển động thì ai ai cũng phải chuyển động theo. Từ xưa đến nay, người làm càn đều không có kết cục tốt đẹp. Cho nên, dù có khả năng, cũng nhất định phải bảo trì sự khiêm tốn đúng mực. Làm thật tốt công việc của mình, nếu là vàng thì tất sẽ lấp lánh ánh quang. Phiền não cũng đừng quên nở nụ cười. Gấp gáp cũng nhất định phải chú ý ngữ khí. Gian khổ cũng đừng quên kiên trì nhẫn nại. Mệt mỏi cũng không được quên phải yêu lấy bản thân mình. Cuộc sống đơn giản là cuộc sống hạnh phúc nhất. Làm người biết đủ thường vui, rộng lượng tha thứ. Sự tình gì cũng không thể nghĩ quá phức tạp. Tâm mang nặng nhiều thứ ắt sẽ mệt mỏi. Đối với trí nhớ cần định kỳ xóa bỏ, đem những người và sự tình không thoải mái trong lòng xóa cho sạch hết. Con người có thể sống được một ngày chính là đã có phúc một ngày, cần quý trọng. Đời người ngắn ngủi mấy chục năm, đừng để bản thân mình
phải ân hận tiếc nuối. Mặt trời mọc hướng đông, lặn hướng tây. Buồn cũng hết một ngày, mà vui cũng hết một ngày. Không để tâm vào những chuyện vụn vặt, thân tâm đều không thoải mái. Có một số việc nếu biết nhẹ nhàng buông xuống, ta sẽ thấy thoải mái. Có một số người nhớ kỹ nhớ sâu, chưa hẳn đã là hạnh phúc. Có chút đau khổ, xem nhẹ chúng, rốt cuộc cũng chỉ là giúp ta tôi luyện. Đường đời nhấp nhô, rèn luyện cho bản thân một phần ôn hòa. Mưa gió cuộc đời giúp bản thân giữ được nụ cười tươi. Cuộc sống chính là thông cảm cùng thấu hiểu, mang vui vẻ đặt ở trong lòng, lặng lặng hòa tan, chậm rãi khuếch tán. Nhân sinh không có nếu như, chỉ có kết quả. Quá khứ không thể tìm lại, mà nếu có thể trở lại thì nhất định không còn hoàn mỹ. Những thứ thuộc về người khác, bạn không cần hâm mộ, vì chỉ cần cố gắng bạn cũng sẽ đạt được. Những thứ mình có, bạn không cần khoe khoang, vì những thứ đó người khác nỗ lực cũng có thể đạt được. Thêm một chút vui vẻ, bớt một chút ưu phiền. Bất luận giàu hay nghèo, địa vị cao hay thấp, tri thức nông hay sâu, chỉ cần mỗi ngày vui vẻ mỉm cười, mệt mỏi coi như không, thì chính là sống đời thông dong tự tại. Như mây trời phiêu lãng, cảm xúc đến rồi đi. Em không là cảm xúc, cớ sao lòng lâm ly. Khi buồn như giọt nắng mong manh rơi cuối chiều, buồn đến đi rất vội, sao mang hồn cô liêu. Chúng ta, những con người bằng xương bằng thịt, khó tránh khỏi những lúc sức cùng lực kiệt. Một trái tim nhỏ bé, yếu đuối sẽ có khi cảm thấy thương tổn, đau lòng. Nhưng không phải hễ có bao nhiêu uất ức thì đều phải phơi bày lên khuôn mặt. Càng không thể hễ gặp khó khăn là phải tìm người kể khổ. Nếu mọi nỗi đau đều có thể quên đi thì chẳng ai muốn giữ mình thanh thản. Nếu mọi vết thương đều có thể liền sẹo thì cần chi những cấm kỵ trên đời. Hãy nhớ rằng bạn cũng là một người bình thường. Lúc cơ thể mỏi mệt cần phải biết nghỉ ngơi, khi trong lòng bị tổn thương cần phải được điều trị. Mọi việc chỉ cần bản thân đã cố gắng hết lòng thì kết quả thế nào cũng không cần hối hận. Bởi trên đời có rất nhiều việc không phải mình muốn là được, không nên làm khó bản thân. Cuộc sống chỉ có một con đường chúng ta không thể lựa chọn là đầu hàng. Có một lối đi không thể từ chối là trưởng thành. Bước qua một trắc trở sẽ có thêm một kinh nghiệm. Khắc phục được khó khăn giúp ta thêm kiên cường. Cuộc đời nếu có thể bớt chút so sánh, bớt chút toan tính, bớt chút oán hận, bao dung nhiều hơn, thấu hiểu nhiều hơn, cho đi nhiều hơn, thì mỗi ngày đều là một ngày mới, và thế giới sẽ trở nên yên bình. Chúng ta đến thế giới này tự trung chỉ có hai việc lớn: sanh và tử. Một việc đã hoàn thành, chỉ còn lại một thôi, nên không cần phải gấp. Những gì đủ duyên ắt đến, xong rồi thì tan. Chờ đợi hay mong cầu thì được gì? Người có trí tuệ sẽ không sống theo miệng lưỡi thế gian, cũng không sợ hãi ánh nhìn thiên hạ. Chỉ cần hiểu được lòng mình, quan sát những điều hay dở của bản thân, rồi lần lần sửa đổi, cũng là một cách tu dưỡng. Đời người lạc lõng lớn nhất là không có chỗ nương tựa tâm linh, không biết nơi cần phải hướng về. Bất luận bạn có ý thức được hay không, có thừa nhận hay không, nhưng nếu trong lòng chỉ có điều tốt đẹp thì sẽ không việc gì có thể khiến bạn phiền muộn. Nếu nội tâm thật sự lương thiện thì không bao giờ oán giận ai cả. Nếu cách sống thật sự giản đơn
thì thế gian dù hỗn loạn đến đâu cũng không ảnh hưởng được bạn. Làm người tốt thì thân khỏe tâm an và giấc ngủ yên ổn. Làm việc tốt thì trời hiểu đất biết và quỷ thần kính phục. Nếu không nghi ngờ thì thế gian không lạnh lẽo. Nếu không phân biệt thì thế giới không xa xôi. Nếu không oán giận thì bầu trời luôn ấm áp. Nếu không gây sự thì bốn biển mãi thanh bình. Sự yên tĩnh thật sự không phải là ngồi bất động hàng giờ, mà biết dùng tâm thái điềm tĩnh quan sát vạn vật, lắng nghe cả tiếng hoa cỏ sinh sôi. Sự bình ổn bền vững đến từ nội tâm, mong cầu hay tìm kiếm bên ngoài không bao giờ có được. Con người phấn đấu cả đời, vất vả cả đời, đến lúc ra đi cũng không thể mang theo dù một cọng cỏ lá cây. Níu kéo một đời, vun vén một đời, cuối cùng cũng không thể mang theo dù một chút hư vinh ái mộ. Đã sanh ra thì bất luận giàu sang hay nghèo hèn, đi hết đoạn đường rồi thì ai cũng phải nói lời vĩnh biệt. Nên khi còn cơ hội, hãy sống hết lòng, quý trọng người mình thấy cần và thích, đừng chạy theo những tiêu chuẩn phù phiếm thế gian. Một đời thật ra rất ngắn. Biết bao kẻ hứa hẹn sống 100 năm, vừa quay lưng đã thành người quá cố. Cũng có kẻ vừa kết bạn tâm giao, khi tỉnh giấc đã âm dương cách biệt. Nên khi còn cơ hội, đừng gây chuyện đáng tiếc, đừng suy nghĩ quá nhiều, đừng để ý thái quá, đừng mong cầu quá lố. Cố gắng đối xử tốt với những người bên mình một chút, vì qua đời này rồi, chưa chắc đã gặp lại. Những gì xuất hiện trong cuộc đời chỉ có thể trải nghiệm mà không thể chiếm hữu. Vì chúng ta chỉ là những lữ khách qua đường, sẽ có ngày phải nói lời vĩnh biệt. Nên những gì qua đi thì bình thản đối diện và mở lòng đón nhận những điều đang đến, vui vẻ. Đời người trôi qua rất nhanh. Nếu có thể bước qua những lời danh hư ảo thì có thể chạm đến những điều chân thật. Cuộc sống gặp chuyện phức tạp nên giải quyết nhẹ nhàng và bỏ đi những vướng víu không cần thiết. Để lòng thanh thản mới có thể tiến về phía trước, nhường đường cho người khác thì tránh được những bon chen vụn vặt. Phóng tầm nhìn ra xa sẽ thấy được cầu vồng sau cơn mưa. Sắp xếp hành lý gọn nhẹ mới thông thả trên đường xa vạn dặm. Thật ra, quang cảnh tươi đẹp nhất không do mắt nhìn mà từ tâm cảm nhận. Tình cảm sâu sắc không cần thốt ra, vẫn có thể nhận biết qua hành động. Mỗi khi không vừa ý, hãy nhớ đến hành của nước. Luôn mềm mỏng, nhẹ nhàng, âm thầm dung nạp, rồi chuyển hóa vạn vật mà không cần tranh chấp phân bua. Nếu mỗi người đều có thể tu dưỡng đến cảnh giới đó, thì lo gì thiên hạ không thái bình, lòng người không yên định. Nếu nhìn mọi người đều thấy ưu điểm, đối với mọi việc đều có ý nghĩa, bạn sẽ thấy cuộc sống này thật vui vẻ, thế giới này thật tốt đẹp. Nếu dùng tâm phiền não đối diện cuộc đời, xem mọi thứ đều là nghiệp chướng, thế giới sẽ trở nên xấu xa, đáng ghét. Rất nhiều người hy vọng mình xinh đẹp hơn. Thật ra, phương pháp tốt nhất để được xinh đẹp chính là giữ lấy nội tâm thanh tịnh và tinh thần vui vẻ. Nét đẹp này khiến người đối diện cảm thấy nhẹ nhàng, không sanh lòng chán ghét. Thật ra, những gì nhận được ở đời này đều là kết quả mình tạo ra trước đó. Còn những điều đang làm sẽ nhận lấy kết quả về sau. Cuộc sống cứ như thế mà tiếp nối. Nếu ý thức được, chúng ta sẽ hạn chế được rất nhiều suy nghĩ tiêu cực và không oán trời trách người khi gặp chuyện trái ý nghịch lòng. Phước báu đến từ sự cần cù và lối sống hy sinh. Hãy khởi lòng từ bi giúp người nghèo khó, dùng tâm cảm ơn báo đáp những thâm tình và giữ tâm tương kính với mọi người, mọi việc. Nếu có lòng tin vào nhân quả,
sẽ không gây tàu những việc đáng tiếc trong đời. Vui vẻ, kiên trì với những thiện lành hiện tại sẽ đón một ngày mai tươi sáng, nhẹ nhàng. Con người kiên cường lâu ngày sẽ có khi mỏi mệt. Tình cảm để tâm quá nhiều sẽ khiến lòng đớn đau. Công việc tích cực quá đà cũng có khi mang vạ. Lời nói phát ngôn quá lố sẽ trở thành khoác lác. Đã là cuộc sống thì không thể thiếu cây đắng ngọt bùi. Đã là cuộc đời thì sao tránh khỏi tình người ấm lạnh. Ai chẳng mong một đời thuận buồm xuôi gió, không gặp đau thương. Ai chẳng muốn quý trọng tình nghĩa, không bỏ không rời. Có một số việc nhìn rõ rồi sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Có một số người hiểu thấu rồi thì không bận lòng nữa. Làm người nhiều lúc không nên quá rạch ròi. Có khi hết lòng hết dạ vẫn bị trách hờn. Cứ thoải mái vô tư thì không gì vướng bận. Chỉ cần trân trọng người trước mặt, làm tốt việc của mình, chân thành lương thiện, không thẹn với lòng, tất cả sẽ có sự hồi đáp xứng đáng. Làm người tiền bạc ít một chút cũng được, nhưng đừng để ý chí nghèo hèn, đừng vì thiếu tiền mà tầm nhìn hạn hẹp. Dù không thể đạt đến vinh quang thì cũng nên làm một người hữu dụng. Làm người, ngoại hình có thể không bắt mắt, nhưng đừng để nội tâm xấu xí. Nhân từ lương thiện không phụ thuộc bề ngoài mà xuất phát từ bên trong tâm hồn. Làm người, hình thể thấp bé một chút cũng được, nhưng đừng để tấm lòng nhỏ nhen. Thế gian chẳng ai thích những kẻ tâm địa hẹp hòi. Dù vai nhỏ lưng gầy, nhưng tấm lòng nhân hậu vẫn an ủi sự ấm được vô số người. Làm người, thể trạng gầy yếu một chút cũng được, nhưng đừng để tinh thần nhu nhược. Những người nhu nhược thường hay bi quan và tự ti, cho nên nhất định phải luyện lấy tinh thần dũng cảm, có chủ kiến và tự tin. Làm người, tai mắt chậm chạp một chút cũng được, nhưng không được để tâm trí mê muội. Luôn nhắc mình giữ lấy tâm sáng trí thông để nhìn xa trông rộng. Làm người, nhẫn tâm một chút cũng được, nhưng nhất định đừng quá ngang tàn để giả tâm biến mình thành ác quỷ. Nếu không, bạn không vào địa ngục thì ai vào? Làm người, thông minh một chút cũng được, nhưng nhất định đừng tự cho mình là kiệt xuất, còn người đời đều là kẻ ngốc. Nếu không, thế giới này chỉ có một kẻ ngu ngơ là bạn. Làm người, lười biếng một chút thì được, nhưng đừng bao giờ là một kẻ suốt ngày biếng nhác. Việc cần làm thì nên cố gắng làm cho trọn vẹn, nên có tâm cống hiến một chút, nếu không muốn làm ký sinh trùng đeo bám xã hội. Làm người, tiết kiệm một chút thì được, nhưng đừng quá toan tính vì tiền bạc. Nếu không, bạn sẽ có thói quen đánh giá người khác qua đồng tiền, sớm muộn gì cũng thành nô lệ cho nó. Làm người, khoan dung một chút thì tốt, nhưng đừng để người khác xem thường, lợi dụng sự khoan dung của mình mà tiếp tục phạm lỗi. Dù thế nào cũng nên giữ lấy quy tắc và sự tự tôn riêng. Làm người, khổ cực một chút cũng được, nhưng đừng để nỗi khổ kéo dài không phương giải thoát. Phải học cách vươn lên. Con người dù lạc quan thế nào cũng có khi phải rơi lệ. Nội tâm dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có lúc cảm thấy chông chênh. Chúng ta đều mong ước khi trời mưa có người che dù, gặp oan ức có người an ủi, lúc nguy cấp có ai đó bảo vệ. Nhưng ai nấy cũng đều hiểu rằng đường dù xa đến đâu, bản thân cũng phải tự đi. Việc dù nhiều rối rắm, mình cũng phải tự làm. Niềm đau dù khó tiếp nhận, cũng phải tự mình bước qua. Thế thái thất thường, không thể không tỉnh táo. Lòng người thay đổi, không thể không thích nghi. Hãy học lấy sự trân trọng, nhưng đôi lúc cũng nên biết cách lãng quên.
đối diện với điều khó đối diện có khi cũng là sự gánh vác. Tiếp nhận những điều khó tiếp nhận sẽ giúp ta trưởng thành hơn. Dù lòng người thường hay yếu đuối, cũng nên cố gắng tập sống thật mạnh mẽ, vì không ai có thể thay thế ta sống trọn cuộc đời này. Thương lấy bản thân, đối xử tốt với mình và sống những ngày tháng đáng tự hào. Cuộc sống ắt sẽ có những chuyện không như ý, sẽ phải gặp những kẻ không thuận lòng. Nếu không thể xem nhẹ và bỏ qua, bạn sẽ sống trong phiền phức và mỏi mệt. Giữa người với người, do kiến thức khác nhau, quan niệm khác nhau, sự tu dưỡng khác nhau, nên cách nhìn nhận và xử lý vấn đề không giống nhau. Vì thế, đôi khi có sự đụng chạm, xung đột hay mâu thuẫn với nhau cũng là chuyện bình thường. Những lúc như thế, tha thứ trở thành phong độ, thành một cách tu dưỡng, là một cây dù có thể bảo vệ, giúp bạn bước về phía trước trong mưa gió bão bùng. Tha thứ cho người khác đôi khi cần một chút hy sinh, một tấm lòng rộng lượng hay một chút thiệt thòi. Đó hoàn toàn không phải nhu nhược hay yếu đuối, mà để con đường bạn đi rộng rãi và thoáng đãng hơn. Cuộc sống cũng giống như bầu trời, không thể lúc nào cũng trong lành để bạn vui thích, mà đôi khi sẽ u ám khiến bạn phiền muộn. Cuộc sống cũng không thể tặng mãi cho bạn những điều may mắn và hạnh phúc. Có lúc nó sẽ bắt bạn nếm đủ những cay đắng ngọt bùi. Vì thế, hãy mở lòng mình ra, tập nếp sống thứ tha, bước qua những người và việc khiến bản thân phiền muộn. Bạn sẽ thấy mình đang đứng ở trên cao và nhìn ra xa tận cuối chân trời. Con người thông thường vì quá xem trọng dục vọng của mình mới phải quan tâm thái quá đến phản ứng của kẻ khác. Khi mong cầu không được toại nguyện, liền cảm thấy bi thương. Người có lòng tham càng lớn sẽ càng trở nên yếu đuối. Kẻ chú ý đến lợi ích của mình bao nhiêu sẽ có nhiều toan tính bấy nhiêu. Muốn đạt được càng nhiều sẽ thấy mất mát càng lớn. Bao nhiêu tổn thương cũng từ tham dục mà ra. Nếu lòng tham của chúng ta nhỏ lại, người khác sẽ không thể đoán định được và lợi dụng nó để phục vụ cho mục tiêu của họ. Nếu dẹp bỏ được lòng tham, những phiền não không có chỗ bám víu sẽ phải tự rời đi, và chúng ta sẽ được tự tại. Đừng chờ đợi người khác giúp đỡ bạn về mặt kinh tế, vì tiền bạc đối với ai cũng là không đủ dùng, nên học cách cho đi. Bạn bè giúp đỡ nhau là việc tốt, là đạo nghĩa. Nếu họ không giúp cũng là chuyện bình thường. Không nên có tâm oán giận vì chẳng ai nợ bạn cả. Hãy luyện cho mình một tinh thần độc lập, kiên cường, lạc quan và hạnh phúc. Vì rốt cuộc cũng chỉ có chính mình mới liên quan trực tiếp tới chuyện sống chết của bản thân. Phải học lấy tính kiên cường. Đừng bao giờ nhìn sự giàu nghèo mà kết bạn. Dù người ta có tiền vạn bạc tỷ cũng chẳng liên quan gì đến bạn. Đừng biến mình thành đầy tớ của kẻ khác. Trên đời có những người dù chỉ có một cái bánh cũng có thể vì bạn mà bẻ làm đôi. Phải học cách nhìn người. Bạn có thể tin tưởng trên đời này vẫn có loại tình yêu trung trinh tiết liệt, nhưng nó chỉ thuộc về Ngưu Lang Chức Nữ, Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đại hay Romeo và Juliet, bởi họ đều chết rất sớm. Còn chúng ta lại sống lâu hơn, nên biết cách giữ gìn. Đừng quá cố chấp vào bất kỳ chuyện gì. Thế giới này không phải dành riêng cho bạn. Địa cầu này chẳng phải chỉ vì một mình bạn mà quay. Vì thế đừng cố bám víu vào những cái đang có. Chúng ta quá lắm cũng chỉ là những lữ khách hồng trần, sanh ra không mang gì đến, chết đi cũng chẳng mang được gì theo đâu. Nên học cách buông xả. Tiền tài là để tiêu xài, đủ chi dùng là phước đức. Bằng quá nhiều sẽ biến thành mối lo lắng bất an.
nhà cửa là để trú ngụ, đừng biến thành gánh nặng trong đời. Bất luận lớn hay nhỏ, người ở trong đó thấy vui là được. Nhà ở đâu không quan trọng, có hoa thơm cỏ dại chính là vị trí tốt nhất. Xe cộ là phương tiện đi lại, đừng biến thành công cụ để khoe khoang. Lái xe gì không quan trọng, miễn đi bình an, về vui vẻ là được. Danh thế là kết quả của sự phấn đấu rèn luyện, không phải đặc quyền. Có danh thế vừa phải chính là phúc phận, bởi danh quá cao, thế quá mạnh thì cũng khó lòng được yên. Ăn uống vốn để nuôi dưỡng con người cũng là một dạng thuốc thang, không nên quá hoang phí. Ăn uống vừa đủ thì bổ dưỡng, bằng quá độ sẽ tổn hại cơ thể của chính mình. Con người sống một đời rốt cuộc nhận ra được những gì? Cuộc sống không nhất thiết phải quá sung túc giàu sang, mà chỉ cần mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa. Hạnh phúc không đến từ sự so bì với người khác, mà dùng tâm từ từ cảm nhận. Niềm vui vững bền không đến từ bên ngoài, mà xuất phát từ nội tâm của mỗi người. Phù hợp là hạnh phúc. Trong cuộc sống có rất nhiều việc không phải cứ theo ý mình mới là tốt. Mặt trời không vì bạn không vui mà sớm mai không mọc. Ánh trăng cũng không vì bạn trách hờn mà cuối đêm không lặng. Bịt mắt mình lại không có nghĩa thế giới sẽ biến thành màn đêm tăm tối. Làm mờ mắt người cũng chưa chắc ánh sáng sẽ thuộc về riêng mình. Trên đời chỉ có búa rìu chưa đủ sắc bén, chứ không có loại cỏ cây nào là không thể đốn đi. Công việc chỉ có con người chưa nghĩ đến phương pháp, hoàn toàn không có gì là không thể làm thành. Nếu muốn, người ta sẽ nghĩ cách, còn không, họ sẽ tìm lý do. Cuộc sống như ly nước, dù nóng hay lạnh, nhiệt độ thích hợp là có thể uống được. Hương vị dù ngọt bùi hay cay đắng, chỉ cần hợp khẩu vị là ngon. Giai điệu dù nhanh hay chậm, hợp với thính giác là hay. Bốn mùa tuần hoàn, bất luận xuân, hạ, thu, đông, nếu hợp với tâm trạng thì đều là tốt đẹp. Tất cả chỉ cần thích hợp với bản thân chính là hạnh phúc. Đời mỗi người đều có hai con đường. Một, dùng tâm trải nghiệm gọi là ước mơ. Hai, dùng chân bước đi gọi là hiện thực. Nếu tâm cảm nhận không kịp, hiện thực sẽ nhạt nhòa. Chân bước đi quá chậm, mộng ước sẽ bay xa. Trên thế giới này, việc khó chịu nhất không gì hơn là biết người mình thương yêu hướng lòng về kẻ khác mà vẫn đa tình một cách ngốc nghếch. Những cuộc gặp gỡ hay chia ly đều có nhân duyên nhất định, thuận theo đó mà được yên ổn chính là điều tốt đẹp nhất. Khi ai đó bên cạnh ta, nếu có thể khiến họ thấy an lạc đã là thành công lớn. Lúc nhỏ, hạnh phúc là chuyện rất đơn giản. Lớn lên rồi, có thể sống giản đơn mới là điều hạnh phúc. Để không uổng công đến đây một đời, hãy làm việc muốn làm và yêu những gì mình muốn. Đời người chính vì quá kỳ vọng nên mới thất vọng, mộng ước xa vời nên mới tiêu tan, chất chứa quá nhiều nên khó lòng bộc bạch. Có một số người quên không được là do không nỡ, một số khác nhất định phải quên đi vì không đáng nhớ. Cũng đừng quá tin tưởng vào mắt mình, vì có khi những gì bạn nhìn thấy là những điều đang mong muốn, còn những thứ không thích đã bị bạn lướt qua. Thật ra, người bị hiểu lầm không hề mất mát gì, kẻ nhìn nhận sai người khác mới thật sự mất đi cơ hội. Chúng ta đều nghĩ rằng mình làm chủ cuộc đời này mà quên mất cuộc sống vốn phải cần rất nhiều người phối hợp. Cũng đừng vì cái lợi trước mắt mà đánh mất tương lai lâu dài.
Nên nhớ những gì có được nhờ vào sự hy sinh của kẻ khác thì không bao giờ bền vững. Đời người rất ngắn ngủi, không có thời gian cho việc tiếc nuối. Đừng quá bận lòng với những người hoặc việc khiến mình phiền muộn, dù chỉ là một phút. Nếu chưa có kết quả cuối cùng, hãy mỉm cười và mạnh chân tiến về phía trước. Nhân thế gặp ghềnh, nhớ tặng người bên cạnh chút ấm áp. Mưa gió cuộc đời, hãy dành cho mình chút lạc quan. Nếu biết cách yêu đời, khéo dung hòa mọi thứ, thì dần dần niềm vui và hạnh phúc sẽ lan tỏa ra xa. Đời người không phải cuộc chạy đua, mà chính là chuyến du lịch. Cuộc đua quan trọng ở đích đến, còn chuyện rong chơi cần quan tâm đến phong cảnh bên đường. Tâm trạng tốt thì cảnh vật theo đó cũng sẽ đẹp hơn. Bất luận hôm nay gặp bao nhiêu khó khăn, hãy vẫn tin rằng chỉ có hôm qua là không thể trở lại, còn ngày mai chắc chắn sẽ đến, 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 sẽ đến.